Đoạn clip lưu lại cốt truyện vụ việc cho thấy nam thanh niên đi xe máy chở người chơi gái không đội mũ bảo hiểm. Thấy cảnh sát trật tự từ xa, thanh niên khựng lại nhưng hối hả tăng tốc phóng dọt lên, bất chấp yêu cầu dừng xe của lực lượng chức năng. Thấy vậy, một chiến sĩ chính sách tiền tệ chạy ra dung gậy chặn xe, nhưng người vi phạm vẫn nhấn ga vượt qua và kết quả là cả hai người ngồi trên xe máy này đều ngã sổng xoài xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên đứng dậy, dựng xe và định bỏ chạy. Chính sách tiền tệ đã phải ghì cổ, đưa anh ta lên vỉa hè. Phòng dù qua mặt cảnh sát, thanh niên xòm ngay giữa phố còn định bỏ người chơi gái lại chạy trước. Vụ việc thế hệ xảy ra vào sáng nay ngày 10 tháng 10 tại Hải Phòng. Hành xử nam thanh niên đang bị dân mạng chỉ trích gay gắt. Liều thật đấy, đã không đội mũ còn cố tình chống đối cảnh sát. Nhìn cái cách cậu ta cố tình dấn thân lực lượng chức năng đủ thấy ý thức tồi đến mức độ nào, thành viên Minh Trang viết. Rốt cuộc thì cũng không thoát được đâu. Những trường hợp thế này cứ phải phạt thật nặng cho chừa, một dân mạng khác nhấn mạnh. Trong khi đó, hành động của chiến sĩ chính sách tiền tệ cũng đang hấp dẫn sự bàn luận trên mạng.